lụm nè, lụm có cái trong này lụm nè, lụm nè, lụm nữa nè, lụm nữa nè, cá gì đây? Mày dính bự cá vợ, ui ui. Rồi mình mến chào cả nhà nha. Thì bữa nay mình ra sông mình đi câu cá mà dinh cá chim rồi cả nhà ra. Thì mình mới được chọn được địa điểm đây. Đây để mình ra cho mấy người cá nhà xem nha. Đây. Ngoài đó là sông lớn đó. Ở đây nó có cái đám lục bình lớn lắm nha cả nhà. Đây. Ở đây như nó có cái đập gì mình mới có lỗ. Mình mới có lỗ ở đây. Đó. Bây giờ rồi, mình bữa nay thì mình vẫn câu bằng cái câu chút ngắn nha cả nhà. Đây câu cũng gần nha. Mình móc lỗ gần mình câu chút huyền thoại thôi. Màu thì mồi thức ăn gà con nha. Mình thì đó giờ mình cũng câu ngồi này không. Mình cũng mới nhậu xong. Mọi mình cũng mồi cám gà con thường thôi. Rồi. Mà cả nhà xem mình câu cá nha. Nếu có dính cá thì mình sẽ ghi hình cho cả nhà xem. Rồi, xuống mồi thôi cả nhà ơi. Hy vọng là có cá nha. Chỗ này mình mới lại câu lần đầu thôi, cũng chưa biết cá mắm sao đây. Mình thấy nó cũng êm lắm, không biết sao đây. Khá hàng cả nhà. Rồi, nó mới ăn cái phòng ngoài đó. Khá hàng cả nhà. Khá hàng. Khá gì đây? Nó lôi. Ôi hết mồi rồi. Nó. Trời ơi. Dính gì dữ rồi. Cá nó ăn mắc cái gì dữ rồi. Bỏ con đó đi, lấy cái khác. Cái thôi. Con cá gì nó chìm phao luôn trời. Không dính á. Mắc cái góc gì luôn rồi. Cái phao kia mắc cái gì luôn rồi. Kéo lên cái phao lên. Nàng lại. Người ta rỉa nhấp rồi mất luôn. Rỉa hết màu. Đó, để xuống lăng liền đó. Lụm. Chim của nhà ơi, có chim. Được, cái này cũng ngon rồi. Nhất đầu tiên đi. Rồi. Thì ra là mày. Rồi tiếp tục.
cái này nó vô nguyên bầy cái này giật đã luôn. Cái này hết màu rồi. Không có lỗ bự lắm mà sống nhấp mà hiếp lỗ lại luôn. Ăn nữa đó. Rồi. Lụm nè, lụm có cái chấm nè, lụm nè. Lụm nè. Cá chim nữa. Chim không ở nhà ơi. Con này bự gà, bự hơn con kia. Cái này là ngon rồi. Rồi, câu tiếp. Con cây thôi, hai cây là cũng kịp của nhà ơi. Cây nó ăn là không kịp. Bỏ xuống là bụp liền thấy không? Nó ăn không nhiệt tình. Nhiệt tình là dính rồi. Con nào nó ăn nhiệt tình là nhiệt dính nè. Nó ghĩa đậu ra nè. Hết màu. Ghía không vậy? Cái lụm nè. Mày Vinh. Để xuống là bụp liền hả nè. Rồi cho nó vô rộng đi. Nhỏ quá mắc cỡ. Cá bự thì mình khoe cái nhỏ này mắc cỡ. Lìa lìa làm một hơi coi. Đó, cây nè, lụm nữa nè. Vinh nữa cả nhà ơi, con này bự.
Wow, đã thứ này rồi giật nha cả nhà. Vô rộng mày dính nó lại vậy đó, mày dính nó lại dính hơn coi, kiếm con mày dính khủng quá. Cá là dữ lắm rồi, cá nó lại nhiều lắm rồi. Đó bình nó che quá khó thấy phao, giật con máy mới có thấy phao. Nó ăn cái một hết màu rồi. Chúng ngộ thì giật con cá bỏ xuống lại lụm. Đây nữa nè, lụm nữa nè. Cá chim. Cá này nhỏ quá, thả đi. Cá này nhỏ quá, thả. Cá bự bắt. Lụm nữa nè, lụm nữa nè, cá gì đây? Mày dính bự cá vợ, ui, vô rồi, ui, mẹ dính chà bá luôn, ơi, đã, ơi, mẹ dính chà bá luôn nè cả nhà, con này quá đã luôn rồi. Vô rộng luôn, vô xuống 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 tiếp. Cái câu ngắn nó bị mắc cái gốc ở dưới rồi cái này, bỏ thằng câu ngắn lấy câu dài, câu dài được thật quá. Giờ này mình làm lại cái phao nó hơi lâu gấp nữa, cá đang ăn làm lại lưỡi câu nó hơi lâu, lại lấy câu dài câu lại. Câu nhỏ thì gần gần thì con nhỏ sướng hơn. Rồi chị về cả nhà ơi, đem lấy cái gọng cá lên. Bữa nay cũng làm cũng được được cả nhà, thì cũng được ba con cá mè dinh với hai con cá chim. Hồi nãy con nhỏ quá mình thả được ba con cá mì dinh ngon rồi. Tới đây thì mình cũng kết thúc video nha. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem video của mình nha. Hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Bye bye.